Thôi để tao làm ai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu, để con mừng đó. Em nói thôi được rồi, chị làm ai đi, em chơi số điện thoại đi. Rồi. Tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu, giống trẻ con lắm. Chắc là anh bị anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê, xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em, bóp trả giá cho em bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Lê Xuân Hồng. Nickname của em là Anh Cô Cười. Yeah. Em năm nay 31 tuổi, hiện tại là kỹ sư cơ khí. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 22 tuổi. Và cả gia đình em thì đều gọi em là cái tên biệt danh là em bé. Em bé? Dạ vâng ạ. Em bé với anh Khang Cười. Dạ. Em bé 22 tuổi, Lê Anh Cô Cười là 31 tuổi. Ừ. Vậy là anh Cô Cười dụ em bé khi nào? Hôm đó là ngày cuối năm. Em thì bên nước ngoài cũng về phép. Em ở đâu? Dạ em làm việc ở bên Nhật Bản. Thì em mới chạy qua cái bà chị hàng xóm. Ừ. Bà đó là giáo viên. Chị mới mượn micro, bà chị hỏi mày có người yêu chưa? Ừ. Em nói là dạ cũng chưa. Sau đó thì sao để tao làm ai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu, để con mừng đó. Em nói thôi được rồi, chị làm ai đi, em chơi số điện thoại đi. Rồi. Nghĩa là giới thiệu cho một cô con gái. Dạ. Con nhà giàu. Dạ. Học giỏi, dạ. Viết chữ bự. Còn em á thì hôm đó là ngày cuối năm nên mà lo bữa cơm tất niên, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm gọi tới, xong cậu kêu là cô gặp một cái thằng này nè, thân với cô lắm, nó đẹp trai nè, con nhà giàu nè, rồi là công việc ổn định, nhiều tiền lắm. Cô nói là cô sẽ làm mai cho mày, mày phải gặp người này trong buổi chiều hôm nay. Mình nói thôi hay là cho số đi, gọi không gọi thôi cũng không quan tâm. Tự nhiên cái buổi chiều lúc đó 1 giờ nghe cuộc điện thoại thấy số lạ, xong đấy anh tên là Thành, rồi anh muốn hôm nay mời em đi uống cà phê được không? Tại anh mới nghe có người chị giới thiệu về em. Đó là em lại càng tò mò, cho số mà gọi là chắc là cũng có ý định đây, nên thôi mình cũng tò mò gặp. Ấn tượng đầu tiên thấy thất vọng, tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu, giống trẻ con lắm. Chắc là anh nghĩ anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn, đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa mình cũng tin tưởng mà. Ai về tới em thấy cũng lùng lùng. Xong rồi hôm đó là mặc một cái áo khoác rồi có hình con ốc nữa, thấy là cũng đẹp trai đây. Ai về mở khẩu trang ra cũng đẹp trai luôn. Thôi thất vọng lắm. Rồi lúc mà hai bạn có thấy rằng á, trong cái buổi uống cà phê đó mà khi bắt đầu nói chuyện với nhau á, thì hai bạn có một cái cảm giác nó khác khi mà chưa nói chuyện? Tức là em thấy cô bé này có vẻ nhỏ người nhưng mà nói chuyện người lớn, mình cũng hơi để ý một chút thôi. Bao lâu thì các bạn chính thức tìm hiểu nhau? Dạ 5 ngày. 5 ngày là quen nhau. Xong rồi bắt đầu là yêu nhau. Ừ. Rồi 10 ngày ảnh lại bay qua Nhật lại. Hơn 1 năm thì quay trở về Việt Nam và quyết định là tổ chức đám cưới với nhau. Đi biệt 1 năm luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi em bé mà hay vậy, chứ thường là em bé mà thì tháng là mất em bé đó, rồi đó. Cái điều đó là điều mà em phục nhất. Ừ. Tại vì trong 1 năm mà không có một buổi tối nào mà không có lên mạng để nói chuyện hết. Ừ. Dù công việc trễ tới giờ nào thì trễ, nhưng mà vẫn tới 9 giờ là phải gọi trên mạng hoặc là điện thoại qua. Người này chắc là trời Phật cũng cho mình. Mà trước đó là cũng có một cái tình huống tự lá sâm nữa. Tức là sau khi gặp nhau đó thì ngay mà hai Tết hai người đi chùa, thì vô tình hai người bốc hai lá sâm mà là nội dung y chang nhau. Nói là năm nay là sẽ sinh con trai. Lúc mà đi xuống á, em vô tình nắm tay được cô này. Cảm giác nó rất là lắm sao ấy. Nó nghĩ là chắc này là trời Phật xuống sư khiến. Có con trai chưa? Dạ chưa. Mới lấy mà. Dạ, mới lấy. Nghe là yêu nhau là từ cái lá sâm đó. Vậy thì trong 1 năm các bạn trò chuyện với nhau qua mạng như vậy á, thì có khi nào mà giận nhau qua mạng không? Dạ có tình huống vậy. Thì trong quá trình em đi qua đó thì cô bạn gái là bạn em bây giờ hay về nhà chơi, thì cũng có tổ chức nấu ăn này kia. Về bắt đầu em trai nói là nghe nói bé Hằng là giỏi nấu ăn lắm, mà người Huế mà gốc Huế giỏi nấu ăn lắm. Thôi giờ hôm nay nấu bún cua rêu cua ăn đi. Nấu xong rồi bị em trai chê là nấu gì mà không nên rêu gì hết á, mà như bún ngọt vậy. Bắt đầu là ngồi đi trong góc khóc. Thì tới cái giờ nó cũng phải lên Skype, tại vì nó không lên thì em nghi ngờ là đi đâu rồi sao. Lên Skype tự nhiên thấy khóc rút rít. Lúc đó là về trên nhà trọ là có cả người nước ngoài nữa, bắt đầu là khóc bù lu bù loa vậy á. Hồi nay nói là em im đi, thôi không có thì chia tay đi, anh đi làm bên kia anh lại vất vả lên căng thẳng rồi, giờ còn về còn dỗ dành em nữa hay sao, thôi chia tay nhanh giờ không có rồi nhanh rồi. Bắt đầu khóc bù lu bù loa, khóc rồi đến nỗi em coi sau trong màn hình á là sau mấy người đó có làm mấy thằng kia, mấy người phía bên đó đó là cái tình huống mà em thấy là xa cách vậy á, nó cản trở cái sự. Ví dụ em mà muốn làm lành hoặc là em muốn cũng khó. Vậy thì là 1 năm thì mới về là quyết định là cầu hôn bỏ luôn nè. Sau khi lấy về rồi em có phát hiện được không, chồng mẹ có cái điều gì nó khác chứ so với lúc mà chưa lấy nhau?
nhiều lắm, anh ơi, không biết kể sao hết. Đi chợ thì kêu trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá. Rồi em thấy mấy bà cũng tội, tại vì bán rau người lớn tuổi mà, chở rau từ nhà trồng rau xong đem ra bán thì cũng không lời bao nhiêu hết. Em thấy giống như 2 bó 5 ngàn, anh nói thôi 2 bó 4 ngàn đi, giờ cũng trả nữa. Xong em cũng trợn mắt lần thứ nhất, xong đi xe từ dưới nhà em là ở dưới Địch Quán lận mà đi lên trên Biên Hòa, họ đòi là 2 vợ chồng 60 ngàn. Xong lên xe anh kêu 50 thôi, cái anh phụ lái anh mới kêu bây giờ đi đi, không đi thôi xuống. Xong anh này cũng nói xuống thì xuống chứ có gì đâu, cái anh đó mới nói bây giờ xuống á là trả lại cho 2 vợ chồng 30 thôi. Anh này là càng cao trào nữa, là càng nổi cáu lên nữa. Cái gì đoạn đường đó mà từ hồi nãy tới giờ gần 2 cây số mà lấy 30 ngàn, cứ nói qua nói lại. Em sợ lắm, tại vì á là ảnh cũng có nóng tính, lỡ rồi ẩu đả trên xe là sao. May có là cái bé sinh viên á ngồi ở bên cạnh nói anh ơi như vậy là đúng rồi á. Sao tự nhiên hên may có bé đó lên tiếng, cái anh cũng im im, cho em lên tiếng chắc cũng la em luôn. Tại vì trả giá là em về là nghe mẹ vợ luôn á, nói là con về đây cái gì phải trả giá, mắc lắm. Đi chợ đi búa 1-2 ngàn á, trả cho vui. Quy mô mấy cái lớn rồi á thì mình không bao giờ trả, mà vui. Nghĩa là trả cho vui, còn cái chuyện mà người ta có đồng ý không á là cái ta không, đúng không? Cái thái độ người ta mà vui vẻ với mình thì mình vui, còn cái mà tự nhiên cộc lòng không mua nữa. Anh nói là có khi nào mà trả giá mà không bị ta chửi? Dạ có, ngay sáng sớm làm em không dám đi ngang qua quán bà đó luôn, mà cũng dám vô luôn. Dạ mua cái thùng cắt tông đầu tiên bà cũng không định bán, nhưng em cũng năn nỉ nói là tại vì em muốn chất hàng hóa vô, chị làm ơn chị bán giùm em với. Bà đi kiếm 2 cái thùng em thấy cũng được, bà kêu 2 thùng này là 10 ngàn nha. Rồi vậy là anh ta lại bình cũ 5 ngàn thôi. 5 ngàn mấy thùng? Dạ 2 thùng. Trời ơi. Tại nó một người mà nó biết ra một 2 thùng. Dạ đúng rồi, một có lỗ rồi. Với lại là em thường thường ở nhà là em cho mấy bà cho chai thùng giấy cơ mà, mà giờ tự nhiên người ta ra bán được cho đại đi, đưa nhiều đưa đúng không? Xong lúc đó bà nói cái gì thùng giấy cũng trả giá nữa không? Thôi thôi không bán đi đâu, đi đi mua đi. Mà lúc sáng sớm mà nói ảnh là coi chừng là giận nữa. Thôi mình nói thôi anh ơi, hay là mình đi kiếm chỗ khác thử xem sao. Xong rồi đi vòng chắc cũng gần nửa cây số cũng thấy tiệm nào bán hết. Xong anh ta nói thôi quay lại chỗ đó đi. Em nói giờ quay lại em dám chắc với anh là sẽ bị chửi á. Nói ha bị chửi cũng được, họ bán thì mua mà không bán thì thôi. Dạ xong rồi quay lại chỗ đó, thế là thấy ông chồng đang ngồi xếp thùng. Vậy là mình nói là không thấy bà đó, vậy là ông chồng chắc ông mua, tại vì giờ 10 ngàn là anh ta cũng chịu, 12 chắc cũng chịu luôn. Ai về em mới đi vô. Xong rồi ông chồng mới hỏi là mua gì, em nói là mua 2 cái thùng xốp. Xong ông lại kêu bà vợ giặt đồ ra bán. Lần này á kinh nghiệm hơn, không chạy ra ào ào như lần trước nữa, ngó ngó từ phía sau ngó ra. Thế là thấy 2 vợ chồng, rồi bà ta lại thay đổi thái độ, từ là vui mừng vì bán được hàng trở thành là nỗi tức giận. Lấy cái tay vậy nè, xua đi, không có bán đâu, đi đi, không có bán đâu, mua bao nhiêu cũng không bán hết. Vậy là thôi, anh ta chở em đi về. Thực còn cái tầng nào khác nữa không? Hay nói em á, sao em lề mề quá vậy? Và em thì có cái là nhõng nhẽo, ví dụ như là đi ra đường mình thấy Hello Kitty vậy là mua hết, mà không mua là anh sao mua cho em đi, hai tay hai chân bảy bảy vậy. Rồi còn tại nghĩa là lề mề, nhìn để thiền tướng mập mập rồi không có mắt rồi, làm gì nó lề mề mà nó không có khoa học. Ví dụ như là mình đi ra ngoài khi ăn tối với mọi người, thôi em tắm trước đi nha, rồi ra trải trước rồi phong phấn gì rồi đi, rồi anh tắm sau. Tắm xong em cho em tắm, tưởng là ra để em mặc quần áo là đi, tưởng ra thấy đứng ngay trước gương chạy đầu. Lại về chạy đội nhưng mà đã thay đổi xin chưa thay đổi xin mi, tức là mới sấy xong mới chạy đội. Rồi có một tật nữa là lười tập thể dục, em nó quyết tâm là mua cái máy tập thể dục cho xuống cân, không chịu tập, cứ nghĩ lý do này lý do khác không tập luôn. Mà anh thầy bị lạm dục tập thể dục, sáng cũng tập, trưa cũng tập, tối cũng tập, ngủ trưa sau cũng tập luôn. Tại có cái máy ngủ, tập cơ bụng á, bảo thôi em nên làm vài chục cái đi rồi đi ngủ. Lạm dụng thể dục, tại vì đâu đi làm đâu, người kêu em lười tập thể dục. Mà sáng hay ghen không? Dạ, còn một cái tính nữa là tính hay ghen. Em dùng iPhone đó, mình bị em đang đau là biết hết. Ghen với một số người bạn cũ nhắn tin thì đã không đành rồi. Cái hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón. Thì cô ta đang làm thấy cái iPhone, định vị đang ở phòng ăn thụ. Chiều về cái lầm lì lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi, hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không, cà phê trên Sài Gòn phải không. Bắt đầu khóc, em mới giải thích rồi đón mẹ vậy đó mà cũng ghen được nữa. Tại ảnh ra đường hay nhìn con gái nên em mới ghen chứ bộ. Trời ơi. Đó. Không, phải đừng gái giới nhìn ta. Em nhìn là, đúng rồi, em nhìn trước mà có cái nào đẹp em cũng nói cho nghe là cô trước đẹp. Nhìn so sánh, em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê á. Xong rồi tới, cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em làm sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em.
bớt trả giá cho em, bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính. Bớt nhiều quá. Dạ. Anh cũng cười muốn vợ bớt cái gì. Nói chung là cái tính nhõng nhẽo thì cũng vui đó. Nhưng mà ít ít lại chút. Vì lúc nào tâm trạng mà bên đang bực bội thì làm ơn đừng có nhõng nhẽo. Có nghĩa là nhõng nhẽo điều độ. Dạ, điều độ, có chọn lọc. Rồi thứ hai là làm việc có khoa học một chút xíu. Chị thấy như vậy nè, thứ nhất là hai bạn cái sự mà chênh lệch về tuổi tác á, nó hơi nhiều. Thứ hai, môi trường cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái tính cách. Ví dụ như chồng của em bé làm việc ở một cái đất nước á, mà ở đó gần như là họ không có thời gian họ nghỉ ngơi. Mà hơn nữa, chồng của em bé lại làm trong ngành kỹ sư nữa thì là đầu óc hoạt động liên tục A, B, C, cho đến nó đâu nó rõ ràng, nó rất là khoa học thì họ mới có thể sắp xếp được cái thời gian. Cho nên rằng là chồng em nóng tính cũng đúng đó, nhưng mà cái đó là do áp lực công việc. Thế còn á, em bé đó, em bé lại là con một nữa mà nhỏ tuổi nữa, cho nên cái việc mà em bé nhõng nhẽo nè, em bé lề mề hay là em bé làm việc chưa có khoa học thì cũng đúng thôi. Tất cả những cái này thì em bé có thể sửa được hết khi mà em bé theo chồng qua bên kia tự động trong môi trường đó em bé thay đổi hết rồi. Buộc em bé phải làm tất cả những cái điều mà bây giờ em bé chưa hoàn thiện. Dạ. Chắc chắn một điều, em bé sẽ thay đổi khi em bé có em bé. Đúng rồi, và chúc em bé với cô Cười sẽ có một bé trai giống y như là cái hai cái xăm mà hai bạn nhận được. Rồi, xin cảm ơn anh chị. Giống như em là cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử. Wow. Đã biết không? Là của nhau luôn rồi. Ồ, thiệt luôn á. Lúc đó chồng em đẹp trai lắm. Nụ hôn đầu tiên là buổi chiều em cầu hôn ở bãi biển Mỹ Khê đó anh. Đúng là có một nụ hôn đó thôi luôn á. Em nói là đi mua cạc giùm cho khách mối. Cái dạ em nói ủa sao có nhiều người lắm mà sao không điện mua giùm, mà sao điện chồng. Cái lúc đó cái vợ em ghen lên, tối đêm đó là không cho ngủ chung luôn. Em phải ngủ ở dưới á. Thì lúc đầu là anh cũng có nói với em là chở chị đó như vậy. Qua cái ngày thứ ba thì sao em thấy kỳ quá, có ai đi đâu mà gọi cho tài xế mà tới mười mấy cuốn luôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ em chào chị. Mặc cái đầm lấp la lấp lánh luôn. Cái đuôi dài, thiệt là dài vậy đó. Mời em giới thiệu. Dạ em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thận cùng khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Văn Sang. Dạ em 26 tuổi, đến từ Bến Tre, hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em. Em tên là Lệ, em cùng tuổi với chồng, quê ở Quảng Ngãi. Đang sinh sống và làm việc ở đây, Sài Gòn. Một... Em làm nghề gì? Làm tóc. Sang là làm gì chị quên rồi? Vẫn làm tóc luôn. Cũng làm tóc luôn. Hả? Dạ. Câu chuyện tình cảm của các bạn nó bắt đầu như thế nào, kể anh nghe coi. Dạ, một buổi chiều hôm đó, trước khi là em đi làm về á, đi qua tiệm. Vợ em là đi bên nước ngoài về tiệm thầy cũ là duỗi tóc. Em qua làm buổi chiều. Lúc đó em nghe thầy nói là đồn tên Lệ, nhưng mà em chưa biết mặt ra sao hết. Đầu em vô tiệm, em xé tóc cho vợ em. Xong rồi mọi người nói, Sang Lệ đó Sang, anh chị thấy được đó, tiến tới đi. Là lúc đó là em chỉ là nhìn vào kiến thôi. Em chỉ nhìn em cười. Xong rồi cái vợ em cũng cười. Cái hai đứa nhìn vô kiến cười. Không nói được gì chỉ có cười. Nhưng mà lúc đó là Lệ chưa có làm ở trọng đúng không? Không có, em là lính cũ ở đó. Nhưng mà em ra rồi, xong rồi em mới đi qua bên nước ngoài. Đó, xong bây giờ quay trở về. Dạ. Thì là đi bạn này đầu. Là lính mới, thì mới gặp bạn rồi. Này dạ. Cái ấn tượng của em về chàng trai này như thế nào? Giống như em là cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử. Ngay lúc mà bốn mắt nhìn nhau trong kiến là đã cảm nhận vậy luôn á hả? Dạ, đã phải biết không? Là của nhau luôn rồi. Ồ, thiệt luôn á. Lúc đó chồng em đẹp trai lắm. Vậy là em có cảm giác giống như bạn này không? Dạ, cảm giác lúc đó em cũng ấn tượng lắm chị. Lúc đó vợ em mặc đồ cũng mi nhon lắm. Để mang giày bót con gian tới đây về nè. Xong liền mấy tập thả dài vậy mà cười miếng chi nữa. Dạ, cười miếng chi nữa. Lúc đó là em ấn tượng luôn đó chị. Rồi em rớt luôn đó phải không? Em rớt luôn từ lúc em đó. Em rớt luôn đó chị. Sao cái buổi mà định mệnh đó thì đứa nào cua đứa nào? Có anh ở trong tiệm á. Anh đăng hình lên thấy hình vợ em đó. Đầu vợ em vô bình luận là nhớ mọi người quá. Em mới vô em comment một cái hình cười. Xong rồi cái vợ em cũng comment lại cái hình cười. Em mới nhắn tin qua bên Messenger á. Nói là thôi bây giờ kết bạn Zalo đi. Có số điện thoại thì dễ nói chuyện hơn đó. Rồi có rủ đi chơi không? Qua ngày sau mới đi chơi chị. Xong rồi chở ra cái vỉa hè uống
hai ly sinh tố. Xong cái về cái vợ em cái bị đau họng á, là đứa thừa em. Bệnh một tuần quá. Dạ. Bệnh một tuần lễ luôn. Ly sinh tố mà thiệt thòi quá. Dạ. Rồi mà lúc bệnh này rồi cũng có quan tâm. Anh có chăm sóc không? Em ở với anh chị á, ảnh thì anh ở riêng thì ảnh nhát lắm, mạnh miệng vậy thôi chứ còn đứng trước người khác thì nhát lắm. Chăm sóc qua online thôi à. Không có dám tới nhà đúng không? Dạ không. Rồi bao lâu thì tình cảm mấy đứa mới bắt đầu mặn nồng? Đi hẹn hò lần đầu tiên là đi ăn sinh tố đó, xong là em mới về quê. Ảnh cũng muốn Tết á là về quê em chơi. Từ lúc đó hai đứa tiến tới luôn. Về quê rồi có ra mắt phụ huynh không? Dạ có. Rồi ba mẹ nhìn ảnh thấy sao? Ba má nghe ảnh ở dưới miền Tây á, đâu cho em lấy đâu. Nói là xa quá. Rồi là ba má không đồng ý luôn. Rồi nói chung lúc đầu thì ba má em không có chịu. Thấy ảnh cũng thật thà, rồi cũng kiểu như nhẹ nhàng, cũng có hiền lành đó. Cho nên là cũng chịu đúng không? Dạ chịu luôn. Lần đó em ở quê được mấy ngày? Dạ em ở quê được 6 ngày chị. 6 ngày ở quê vợ, lúc đó ở đâu? Dạ em ở nhà vợ luôn. Lúc đó là đánh nhanh rút gọn luôn. Đó được. Là em ngủ ở trên gác với anh thứ 8 á, là ông anh cục chèo của em á. Dạ. Mà ở trên đó thì là tối rồi vợ có lên thăm không? Dạ không anh. Sao thăm được vậy? Không có lên, tại vì Tết gia đình đông lắm anh. Dạ. 6 ngày là đi về, rồi em có dẫn bạn gái mình về gia đình của mình ở dưới Bến Tre? Dạ có, trước Tết thì em có dẫn về một ngày. Trong cái chuyến đi đó bao lâu thì em mới cầu hôn vợ mình? Bữa mùng 5 Tết á, là vợ em nói là biển Mỹ Khê đẹp, thôi hai đứa mình đi biển, thì em cũng đồng ý đi. Xong tới chiều 5:30, vợ em hỏi ủa sao giờ này chưa về nữa anh. Cái em mới nói đợi xíu nữa đi em, cái em đợi mặt trời lặn đó chị. Mua có hai chiếc nhẫn á, em bỏ trong túi á, mà vợ em không biết. Nói là vợ em ơi em nhắm mắt lại đi, anh có này em tặng cho em nè. Cái mở chiếc nhẫn ra, em đồng ý là bạn gái anh nha. Ôi ơi. Dạ. Đến khi nào mới xin phép ba mẹ vợ cho cưới con gái? Chiều trao nhẫn đó xong, vợ em đồng ý xong là em chở vợ em về. Xong rồi tối em bấm trong điện thoại á, dạ thưa hai bác, hai đứa con có quen nhau vậy đó. Dạ em soạn tin nhắn sẵn á anh để cho nó thuộc lòng á. Lúc đó là ảnh nhát lắm, ảnh không biết nói làm sao á. Lúc mà lên thưa chuyện với ba má là để dưới bàn nè. Là liếc vô không? Đó. Thưa ba má xin cầu hôn mà liếc vô cái điện thoại đúng không? Dạ đúng. Có không? Ba nghe rồi ba thấy sao? Nói chuyện kiểu như vậy là quá thật thà, quá nhút nhát rồi. Vậy là ba má nghĩ rồi, gái mình trên kèo rồi. Cưới luôn. Là đồng ý. Dạ. Là đồng ý luôn. Cái đợt đó là có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ có. Nụ hôn đầu tiên là buổi chiều em cầu hôn ở bãi biển Mỹ Khê đó anh. Đúng là có một nụ hôn đó thôi luôn á. Sau 6 ngày đó là em phải trở về thành phố em làm. Em làm tại vì em làm công ty đó chị. Xong rồi tới đầu tháng 2 em mới về ăn đám giỗ. Làm xin công ty phép là 15 ngày. Ăn giỗ xong là hai vợ chồng em đi chụp hình cưới. Rồi đi coi như là như vậy thời gian nó cũng không phải là lâu ha. Vậy là hai đứa lấy nhau về là được bao lâu rồi? Tính tới thời điểm này thì 2 năm 2 tháng mấy rồi. 2 năm 2 tháng mấy. Dạ. Vậy lúc cưới nhau về là nhiều tật xấu lòi ra không? Dạ cũng có chứ. Wow. Díp dụ. Bây giờ tật xấu lạnh à? Mới cưới về ngủ thì bình thường lắm. Bây giờ ngủ gác không mà chị. Ngang đây trở xuống. Với lại hút thuốc nhiều anh. Mà đi vệ sinh thì cực lâu luôn, 30 phút. Có cầm theo cái điện thoại không? Dạ có luôn. Rồi đó, làm gì không? Chơi game đồ. Em dạ. Chơi game anh. Ngay mà. Nghe nè, ổng có ghen không? Dạ không. Rồi bây giờ anh hỏi em là sao? Dạ. Bây giờ em không có ghen cổ mà cổ có ghen nha. Dạ có. Dạ em ghen lắm anh. Là có đợt thì em cũng đi đăng ký chợ ráp thêm cho nó vui vui đó chị. Có một vị khách đó nói là ủa anh có chị mối không? Em mới nói có. Sáng thì người ta đi làm, 6:30 em dậy chở đi, chiều người ta gọi điện chở về. Cái bữa đó là ở nhà đang dọn dẹp tiệm vậy đó, cái bắt đầu người đó nhắn tin kêu em là đi mua cài điện thoại giùm. Cái em mới nói là đợi anh xíu để anh qua mua cho. Mà em nói nhỏ nhẹ lắm. Đầu giờ em hỏi đi đâu về, em nói đi mua cạc giùm cho khách mối. Cái vợ em mới nói ủa sao có nhiều người lắm mà sao không điện mua giùm mà sao điện chồng. Cái lúc đó cái vợ em ghen lên, tối đêm đó là không cho ngủ chung luôn. Em phải ngủ ở dưới á. Bé đó là nhiêu tuổi? Dạ lớn hơn em 2 tuổi chị. Sau đó là có hủy luôn cái mối sơ hôm đó không? Lúc đó là em nghỉ luôn. Thì lúc đầu là anh cũng có nói với em là chở chị đó như vậy. Qua cái ngày thứ 3 thì sao em thấy kỳ quá. Có ai đi đâu mà gọi cho tài xế mà tới 10 mấy cuốn luôn. Tính ở trong nhật ký á, cứ cách 10 đến 15 phút, cao dữ lắm là 30 phút là gọi một lần.
đi gì mà đi dữ vậy? Nếu mà không có gì á thì tại sao mà cái lúc mà nạp cạc điện thoại cho nhau á, sao không để tin nhắn mà xóa luôn? Cái ghen của em là đúng. Đó là về phụ nữ, là chị đứng về phía em. Thực ra mà nói á, cái việc mà em chở xe mối á, mà nhất là chở bằng xe máy đó, giống như đi đưa đi đón về, nó cũng giống y như là chở người yêu mình đi học hay đi làm đúng giờ đúng giấc như vậy. Tại vì bây giờ chuyện rap nhiều lắm, không nhất thiết là mình phải đặt mối một người nào cố định cho mình cả, nếu như mình không có cái suy nghĩ gì trong đầu. Nếu như là chị đó ha, trong lúc vợ mình đang có bầu á, thì mình tránh tất cả những cái gì tránh nhất có thể để làm cho vợ mình bị tổn thương. Ví dụ như là cái người mối đó là một cái bà cụ nào đó hay là bà bác nào đó đi, ok, còn này lớn em 22 tuổi thì đương nhiên cái chuyện mà vợ mình có cái ghen là đúng rồi. Chưa tính cái chuyện mình cũng có say nắng chút đỉnh mà tại mình giấu đó. Cho nên rằng là riêng cái chuyện này chị đứng về phía vợ em. Có thể là ở em không thích người ta, nhưng mà người ta thích em rồi sao? Đúng không? Rồi một lúc nào đó ở trong gia đình có cái chuyện gì bất hòa, ví dụ hai chồng gây lộn nhau một chút buồn vậy, mối gọi alo anh đang ở đâu, chở em đi uống cà phê được không, là xong. Rồi bây giờ em mong muốn bạn gái ấy thay đổi điều gì? Dạ em thay đổi là bớt nóng lại. Nóng tính hả? Dạ hay nóng, nóng tính. Nóng tính dữ lắm hả? Dạ. Nhưng mà nóng mà không kiểm, kiểm soát được, không kiểm soát được. Từ ngữ cũng hơi khó nghe. Nhưng mà bớt kiểm soát lại cái tính. Có nghĩa là bớt nóng tính lại, nó kiềm chế lại, đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Dạ nhiều đó đủ rồi. Em mong ông xã em. Anh ấy thì anh hay hút thuốc nhiều, em thì em hay càm ràm nhiều cái vụ đó. Có khi một ngày một gói. Trời ơi, nhiều lắm đó nghe. Quá nhiều rồi. Rồi có cái nào hút mà trước mặt con không? Dạ có chứ, nhưng mà ít thôi. Hạn chế luôn đi. Chứ lại biết quan tâm vợ nhiều hơn, hiểu vợ nhiều hơn. Giờ vợ muốn hiểu vợ gì nè? Thì nhiều khi anh cũng hay quan tâm lắm chị. Là anh xấu cái tật là ảnh thích cái gì á, ảnh thích ăn cái gì hay là ảnh thích cái gì đó là phải có cho bằng được. Còn em mà em thích thích ăn cái đó chỉ là đơn giản là một cái bánh mì thôi thì ảnh cũng không mua. Tại vì em thấy ở nhà đồ ăn nhiều lắm, anh đi đâu cũng có đồ ăn á. Tại vì nè, nhưng mà em dẫn xe là vô nhà rồi là bắt đầu em làm biến đây vậy. Đó, cho nên là bạn nghĩ là chắc em dư đồ ăn rồi. Cho nên là bạn nghĩ là cái mà giống như em nói em muốn ăn cái đó chỉ là em thử lòng hay em giả bộ thôi. Đúng rồi chị. Ừ đó, thì giờ chị nói em nghe nè, nhiều khi có những điều mình nói dối á, không có hại ai mà chỉ mình được lời thôi. Em hiểu không? Em không? Cho nên là kệ đi, bây giờ vợ nói em thèm này, nó bữa nào em thử coi. Vợ thèm hả? Vậy thì anh đi anh mua vợ nha. Ví dụ là thiệt vui vẻ liền. Chiêu đó của em sẽ làm giảm bớt cái tính nóng nảy của vợ em. Chị đảm bảo với em luôn. Đó. Đó là những điều quan tâm. Với lại cái hút thuốc á, thuốc bớt lại. Anh khuyên em chân thành nên bây giờ hạn chế nhiều từ từ rồi bỏ. Với lại mình phải biết con mình nó còn nhỏ quá. Đúng không? Đó, mà bây giờ bệnh nó nhiều dữ lắm. Đúng rồi. Thôi, cố gắng nha. Mỗi một người phải thay đổi. Và được, bỏ luôn thuốc nha. Đúng rồi. Quan tâm vợ nhiều hơn. Vậy đi. Nghe chưa? Dạ. Dù có như thế thì cô ấy mới bớt nóng, bớt càm ràm nha. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt nó chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi, đó là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Quá tin tưởng rồi cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ. Tụi em trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán. Cái gì? Nó chán lắm. Trời đất ơi. Lý do không cần trả lời, tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn á. Dạ vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được, người ta coi như là ông phải chủ động chứ, đúng không? Dạ em có chủ động, tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có, nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi nó cũng chưa có hòa hợp luôn anh. Dạ lý do. Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Phan Công Thảo, năm nay em 32 tuổi và đang tự kinh doanh. Thế còn em? Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Như Huỳnh, 34 tuổi. Ủa thiệt luôn á hả? Dạ. Trời đất ơi, nãy chị tưởng học sinh sinh viên mới lấy chồng á. Công việc em hiện giờ là gì? Dạ em làm xuất nhập khẩu ạ. Nhất dạ. Gái hơn hai gì trai hơn một. Dạ. Ôi hay quá. Ôi nhưng mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Hồi xưa em cũng bị lầm mà chị. Đúng không? Trời ơi lầm chết luôn. Như vậy là chắc có lẽ là hồi xưa là quen nhau rồi mới biết tuổi nhau đúng không? Dạ đúng rồi anh. À vậy hai em quen nhau như thế nào? Tụi em quen nhau lúc còn là sinh viên đi học đại học á.
Nhưng em nhỏ cổ 2 tuổi thì học chắc đâu, dạ, học chung chung khóa đúng không? Dạ, tụi dạ, em học liên thông. Dạ, cái đó là học liên thông đại học kinh tế anh. À, liên thông. Dạ. Dạ. Bạn này thì có một cái nhóm bạn riêng, chuyên gia ngồi bàn đầu. Em thì đi làm về trễ thì chuyên gia đi vô trễ và luôn luôn ngồi ở dưới cùng. 20 tháng 11 em lên phía trên rồi thì em thấy để ý bạn này ngồi trước mặt mình nhìn sao dễ thương quá. Ừ. Mà nhìn cái dáng đúng cái gu của em nữa, cái gu nhỏ nhỏ kiểu bé hạt tiêu vậy đó, nhỏ nhỏ, hồi xưa rất là nhỏ con. Bé hạt tiêu đó. Em thích như vậy cho nên là em để ý bạn đó ngay từ cái lần mà lên hát đó. Lúc đại học thì luôn luôn có bài thảo luận làm việc nhóm thì em luôn luôn lân la để xin vô nhóm bạn này, rồi luôn luôn hỗ trợ bạn này đi làm lấy tư liệu, rồi làm chung là hỗ trợ hết tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà lúc đó là bạn này có biết bạn này để ý mình không? Dạ không, lúc đó là em ấn tượng bạn này là tự nhiên không ai kêu hát hết, tự nhiên xưng phong lên cho hát một bài. Tại vì em thấy bạn này rất là dạng. Mà lúc đó là em có người yêu chưa? Dạ em cũng có người yêu rồi. Cho nên dạ, đâu có thèm để anh này. Không, 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 anh này anh càng làm rần rần thì... Mà lúc đó bạn này nhìn giống BD vậy. Không có men như bây giờ đâu. Thời đó dạ, em để hai mái. Mặc áo màu nổi không anh? Màu hồng, màu mà màu vàng, mà vàng chanh đồ á. Màu hồng rồi màu tím, nó hồng nó tím rồi tóc đó, hết á. Tóc chải rất là bóng, đi học vô tóc chải rất là bóng. Hồi nhỏ tôi cũng chải tóc bóng. Hai mái luôn. Hồi đó là tóc anh Thuận cực nhiều mà sức mút luôn. Trời ơi, sức mút nó bóng lưỡng như thế mà giờ đầu nó tóc nó gì nè đó. Rồi anh hỏi nè, lúc đó em có người yêu chưa? Dạ có mà em giấu. Thích đi bắt cá đó. Em đổi nghề. Bao lâu nãy em mới bắt đầu để ý anh đón nha, có phải là do em bị người ta phụ bạc cho nên trong lúc em bế tắc, trong lúc em đau khổ đó anh này, anh bắt đầu anh đến anh tỏ tình em đúng không? Dạ cũng gần gần vậy đó anh. Hay chưa, hay chưa. Nói em cũng đang buồn quá, quá buồn luôn mà em không có biết là em không biết chia sẻ với ai hết á. Ừ. Chỉ có bạn này thì lúc đó cũng hay hỏi thăm thì em cũng tâm sự với bạn là em đang rất là buồn này kia vậy đó, thì bạn luôn lắng nghe em. Em kể những kỷ niệm của em với lại người yêu cũ á, em cảm thấy là em được một người mà lắng nghe á, cho nên là em cũng bạn này rủ đi thì em cứ đi thôi. Thế có tình cảm nào không hay? Cũng không có biết có tình cảm khi nào nữa. Thì bạn gái cũ của người này tìm em để mà nói chuyện với nhau là đang quen bạn đó. Bạn gái cũ ở đây nói là người này có rất là nhiều bạn gái từ trước rồi. Cái lúc đó là chỉ có người yêu cũ với em thôi đúng không? Ba mặt một lời. Ba mặt một lời luôn. Em bắt dạ, người này phải bây giờ phải cho em gặp bạn gái luôn của bạn này luôn để hai người nói chuyện trước mặt em luôn. Ừ. Xong rồi cuối cùng kết quả sao Thảo? Dạ bữa đó em nhục mặt quá anh, ngồi chỉ biết cắm đầu thôi. Không có ông này ông ngồi vậy nè. Nhưng mà cái tới cuối mùa là em có đưa ra cái quyết định là sáng suốt và cụ thể là chọn ai không? Dạ có. Là còn lúc đó em nói thẳng luôn. Thì ngay bữa đó là em lý giải và mọi thứ cho hai người hiểu thôi. Ừ. Nhưng mà cuối cùng em vẫn nói rằng là em chọn người mới. Ừ. Và đêm hôm đó về là em gần như là không ngủ được và giống như là viết tâm thư cho bạn này. Và em có đáp lại không? Dạ không, em cũng quyết định là không có qua lại nữa. Sau một thời gian là em với bạn này chia tay, cũng có người khác. Ừ. Để ý tới thì em cũng có đi gặp người đó nhưng mà em cảm thấy không hợp. Mà người này cứ liên lạc, tìm cách để liên lạc em á. Thì lúc đó từ từ em mới quay lại. Tình cảm của bạn này đối với em nó dạng giống như mưa dầm thấm lâu đúng không? Dạ. Nó không có một cái gọi là cái cú gọi là đột gặp phá, một cái là say sẩm liền được cái nào. Dạ không, dạ không. Nhưng mà bạn này thì lại có cái tình cảm đó. Dạ. Khi gặp bạn này là có manh nha bỏ người cũ liền rồi, dễ sợ quá. Dọn dọn em dọn cái chuyện. Không có giống dọn người nghe phân tích thôi. Kể từ khi mà hai bạn chính thức yêu nhau đó. Dạ. Cho đến lúc kết hôn là bao lâu? 3 năm. Ồ, 3 năm lận hả? Ủa dạ, lý do gì mà kết hôn lâu vậy? Dạ nó cũng thứ nhất là vì tụi em thời điểm đó em thất nghiệp. Ừ. Em và tài chính tụi em chưa ổn định. Ừ. Tại vì trước kia khi mà em viết như em nói là viết tâm thư và em nói chuyện với vợ em thì em đã nói một câu rằng là kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để cho em phải khóc và buồn. Ừ. Vì bất cứ những chuyện anh làm nữa. Ừ. Cho nên em vì câu đó em muốn rằng là phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo đầy đủ để mà cưới. Ừ. Cho nên là em 3 năm quen nhau rồi em cố làm để mà có thể gầy dựng được và là số vốn nhỏ nhỏ để có thể tự chủ lực cho cái đám cưới của mình và nhà cửa này nọ cho tương lai. Trời hay chồng. Trời ơi, lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt nó chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi đó là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Dạ. Rồi trong 3 năm đó ảnh có làm em khóc không? Có làm dạ, em buồn không? Dạ không. Sao mà khi mà em chấp nhận quen người này á thì em cảm thấy là em rất là tin tưởng. Quá tin tưởng rồi cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ
Dạ, trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà lý do gì dữ vậy? Dạ, thứ nhất là tại vì vợ em theo Công giáo. Cái chuyện đó là rất là cấm. Cho nên là em gọi là kiềm chế lại. Đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán. Cái gì? Nó chán lắm. Trời đất ơi. Không cần trả lời, tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn. Lý do gì chán vậy? Dạ, vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được? Người ta dạ, ông, như là... ông phải chủ động chứ, đúng không? Dạ, em có chủ động. Tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có. Nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Thời điểm đó mới cưới cũng không có dám gọi là bây giờ anh chỉ em thế này phải như thế kia thế nọ, em cũng ngại lắm. Em cũng không ấn tượng. Như vậy là cái đêm đồng phòng nó không có... Dạ không có gì hết. Không có như em nghĩ đúng không? Dạ nó... Bây giờ em cũng không nhớ nó ra sao luôn. Rồi đến bao lâu thì cái chuyện đó mới hòa hợp với hai chồng em? Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi, nó cũng chưa có hòa hợp luôn anh. Ồ dạ, lý do? Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có nhu cầu nhiều quá. Sau khi cưới xong thì vợ em cũng bình thường, cũng có nói chung là cũng có hòa hợp chút xíu. Từ khi sinh bé đầu xong là gần như là giảm hẳn. Kiểu như em suy nghĩ nhiều về công việc việc á, xong rồi việc nhà này kia nữa, xong rồi em không biết có phải là chuyện đó hay không. Chứ em cũng thấy là em không có được. Cái việc này là vậy nè, mình giữ gìn á. Dạ. Trước cái hôn nhân á, em hiểu không? Dạ. Cái thời gian nó quá dài. Thường nếu mà tụi em mà giữ gìn hả, thì tụi em yêu nhau trong khoảng một năm đó rồi yêu đương xong rồi lấy nhau luôn á. À, để mà đi đến cái vấn đề mà gọi là quan hệ luôn á, thì nó sẽ khác đi một chút. Cái lứa tuổi mà nữ với nam đều có cái khuynh hướng là có cái nhu cầu, thì là hai người đều phải tự kỷ ám thị để mà mình ém xuống. Tức là mình phải tự giữ mình. Rồi á, riết nó thành một cái thói quen á. Em hiểu không? Nó thành một cái thói quen em à. Rồi cứ kìm hãm, tự kìm hãm bản thân về rất nhiều thứ. Rồi đến khi á, mà cái đêm đồng phòng lại là một cái đêm mà hai người đều không hề có kinh nghiệm, cho nên là cái việc đó nó không có thăng hoa. Không thăng hoa và nó không có một cái ấn tượng gì đẹp, không ấn tượng gì thôi là đúng. Tức là đúng như là trong đầu mình suy nghĩ, hoặc là mình coi phim, coi ảnh, mình thấy ổn sách. Không phải vậy, là lại thêm một lần thứ nhì nữa. Rồi đến lần thứ ba nữa là vấn đề sau khi có con. Cái người phụ nữ á, sau khi có con, nếu là cái người mà gọi là cái cuộc sống tình dục á, nó ok, thì là sau khi có con thì cái nhu cầu đó sẽ tăng hơn. Nhưng mà cái người phụ nữ mà cái cuộc sống tình dục nó không có một cái gọi là nó không có thăng hoa từ đầu á, em biết không, là sau khi có con là gần như nó mới biến mất luôn. Đó thì bây giờ cái vấn đề của em ở đây á, là em phải đi gặp bác sĩ để mà em cần phải tăng thêm một số thuốc, em phải uống thuốc để nó tăng cái gọi là kích thích tố nữ. Cái đó là bắt buộc, chứ còn không có phải là tâm lý tâm gì hết trơn á. Bởi vì bạn này với bạn này á, nó là một cái tình cảm mà gần như là mưa dầm thấm lâu, chứ nó cũng không phải là cái kiểu mà bộc phát lên mà dữ dội này cái nọ. Đã mưa dầm thấm lâu rồi mà em để nó thấm rồi cái nó khô lại rồi nó thấm luôn đó. Em không có cái gì mà em ào ạt, em dập cho nó mãnh liệt, cái là tự nhiên nó thành một cái thói quen bình vậy nè, em hiểu không? Cho nên bây giờ sau đây là tụi em phải đi bác sĩ, đưa vợ đi bác sĩ. Đó bình thường, cái đó là bình thường. Em cần phải bổ sung một số những hợp chất vô trong cơ thể của vợ em. Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục đi hả? Rồi bây giờ thì là các em tham gia chương trình Vợ Chồng Son vì một lý do gì? Lý do đầu tiên em, tại em thích coi cái chia sẻ cuộc sống của những cặp gia đình trước. Cái lý do thứ hai là dạo gần đây em có một cái gọi là một cái vết nhỏ nữa, bị vợ em phát hiện là em hay thức khuya để mà gọi điện thoại cho một người con gái khác. Dạ, chỉ là trao đổi công việc thôi, nhưng mà vợ em lại cứ nghi ngờ em. Em muốn chứng minh cho vợ em thấy được rằng là anh không làm điều gì sai, có lỗi với vợ con em, bằng cách là anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là hai vợ chồng mình lên với chương trình Vợ Chồng Son vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau và vẫn thể hiện được rằng cuộc sống mình vẫn đang hạnh phúc. Tức là em muốn chứng minh cho vợ em thấy là anh sẽ lên đem nói cho cái cô đó biết á, là anh cuộc sống của anh đang rất hạnh phúc như vậy, để chứng minh được á, là cô đó với anh không là cái gì hết. Nhưng mà từ bữa giờ là vì cái chuyện đó mà vợ chồng em không vui, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là ban đầu em thấy là bạn kia sơn móng tay cũng gửi vô clip, vô tin nhắn, rồi đi chơi đâu cũng gửi video clip, mà em thấy lạ là ông này không nói gì, tại sao người ta gửi. Em mới cũng rất là bực mình lắm luôn á. Em lục lại tin nhắn cũ thì em thấy có gọi, ủa sao bình thường mà tại sao lại gọi video call để làm gì? Cái nó là công việc này kia vậy đó. Thời gian sau thì em thấy bình thường không có gì nữa thì nên thôi.
Tức là bây giờ là ổn chưa? Dạ ổn rồi. Ổn rồi đúng không? Dạ. Để anh hỏi tiếp cái phần bất ổn nha. Dạ. Là đó, bây giờ vô tới phần trong 5 năm ở với nhau thì tật xấu của anh ấy đó là gì? Tật xấu ông này giờ ông kể mấy chừng nào hết luôn. Có nhiều khi chỉ là giống như là quạo mà khó chịu với em lắm, giống như là em là kẻ thù tiền kiếp từ hồi nào vậy đó. Đừng có thèm nói chuyện gì tới tôi hết kiểu vậy á, mà không thèm nói chuyện mà. Ủa, cái sao mặt vậy Thảo? Cái mặt là nó kinh khủng lắm anh. Mà ngay cả nhiều khi ba má chồng em mà thấy cái mặt mà lúc ngay lúc đó cũng không dám hỏi han luôn á. Em luôn muốn làm tất cả một mình chịu và một mình gánh hết. Em không biết chia sẻ cho mọi người như thế nào và không biết nói như thế nào hết. Em thích là đừng nói gì hết, cứ để cho anh im lặng em sẽ xử lý công việc. Rồi nhiều khi á, em làm ở công ty nhiều khi mà em rước em á, chờ em chút xíu gì hả là không thèm nói chuyện luôn, chở trên đường về là cũng hỏi gì cũng không thèm trả lời. Mặt hầm nữa. Chở em trên đường xe mà hả ai mà chạy xe không đúng luật hay gì đó là ông ngồi ông chửi mà con mình em nghe. Em khá là khó chịu với cái việc chạy xe ở ngoài. Còn gì nữa? Ảnh thích đi du lịch đi đâu đó mà nhiều khi là không cần có vợ có con cũng được. Em cảm giác như là vợ con đang tù túng ổng vậy đó. Nên là em cũng không thích cái vấn đề đó. Rồi giờ tới Thảo đó. Dạ. Quỳnh có tật xấu gì không? Cái tật xấu mà em thấy là em khó chịu nhất á, không biết quý trọng sức khỏe của mình. Đi làm về rất là mệt, chăm con, nấu cơm này nọ xong rồi tối cứ cầm điện thoại lên, đọc truyện, coi phim, tối nằm khóc thúc thích mình. Mà coi tới 1-2 giờ sáng lần, coi bất chấp, em nói thôi đi ngủ đi, tắt điện thoại đi, em tắt wifi luôn, vẫn mở 3G lên ngồi coi. Trời ơi. Dạ. Coi xong rồi tới sáng hôm sau dậy không nổi, đi làm thì mắt nhắm mắt mở chạy xe máy. Có lần rồi, đã mém bị rồi, tông xe khác nữa. Không biết quý trọng sức khỏe. Cái thứ hai là chuyên gia lấy em ra làm chuột bạch, nấu ăn cực kỳ dở và thử nghiệm món mới. Nấu món mới không? Công thức đó, má em dạy, chỉ làm chạy dạy. Không, để em thử cái món mới. Chế biến. Dạ, để em thử. Dạ, thì sau khi thử xong là em ôm cái toilet. Dạ. Em thường xuyên không? Thường xuyên không? Dạ, em không dám ăn thường xuyên. Và em thời gian đầu thử là cũng thường xuyên lắm, mà sau em nói thôi đừng, tha anh đi. Dạ, chứ bây giờ anh ôm hoài cũng tội nghiệp anh lắm. Dạ. Bây giờ là nấu ăn lên được chút nào chưa? Dạ cũng lên rồi, nhưng mà cũng vợ em thì người miền Tây, em thì người miền Trung, cho nên cái khẩu vị nó cũng khác nhau hoàn toàn. Em thì ăn món miền Trung quen rồi, nó hơi mặn mà, người miền Tây thì nó hơi nhạt và hơi ngọt một xíu. Với lại cái cách nấu của vợ em cũng khác người khác nữa. Em không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà em đang dần thích nghi. Và hiện giờ thì có vẻ rằng là không biết là mưa dầm thấm lâu, chị Vân đây nói là em cũng gần chịu được cái kiểu này rồi. Kiểu ăn này rồi. Bây giờ là ăn món của mẹ em nấu thấy nó khác liền. Em ăn người món của mẹ em thì thấy nó khác. Sao không bằng vợ con nấu? Em mong muốn vợ em thay đổi cái gì nè? Dạ, em muốn là vợ em nên quý trọng sức khỏe mình hơn. Dạ. Còn em? Thì em mong muốn là đừng có quạo này kia với em á. Với lại em thích là nhiều khi cũng phải vợ chồng cũng phải tình cảm, ví dụ như mà cũng phải nói chuyện cũng ngọt ngào hay là cũng nắm tay hay là gì đó. Dạ. Còn đằng này hả, giống như là không biết có quan hệ gì không, đi ra ngoài đường. Không vợ em nắm tay vợ ngoài đường hết. Nhiều khi ta không biết mình vợ chồng luôn á, phải dạ, đi rồi. Ra ngoài đường tưởng bạn hàng. Cặp cổ đi nữa, cặp cổ đi luôn. Tưởng bạn hàng. Em có mong muốn vợ mình mãnh liệt hơn không? Dạ có. Đó là điều thầm kín. Thầm kín đúng không? Dạ em muốn. Mà chị hỏi em nè. Cơ thường á, ví dụ vợ em, cái nhu cầu của em mà em ra hiệu hoặc là em có bật đèn xanh cho vợ mà vợ không đáp ứng thì thường là em sẽ xử sự như thế nào? Em đã ngồi nói chuyện với vợ em rồi. Cô nói thôi bây giờ cái thực sự anh nói thiệt luôn là anh như thế này, anh có nhu cầu em nên coi phim thêm đi, hay là gọi là luyện thêm kỹ năng đi, hay là mua thuốc gì đó uống thêm đi để có thể hai chồng mình hòa hợp. Tại vì thực sự là anh tìm hiểu thấy được rằng là 50-60% cái cuộc hôn nhân là bị tan vỡ vì một cái yếu tố rất là nhỏ, là chuyện giường chiếu cái như vậy. Cái đó nhỏ đâu nha, cái đó dạ, lớn chứ không phải dạ. nhỏ đâu. Thì anh không muốn hai vợ chồng mình bị một cái vì cái chuyện đó mà lại mất đi cái tương lai hạnh phúc sau này, cho nên là thôi mình ráng hòa hợp và tìm hiểu để hòa hợp nhau hơn. Em trao đổi với vợ, nói với vợ em thôi, chứ thực ra là làm thì thực sự em chưa có làm. Và cũng ví dụ như là chỉ có lâu lâu gửi mấy cái link về sản phẩm thuốc gì đó thì gửi cho vợ em coi tìm hiểu thêm, rồi phim thì cũng có mở cho coi. Ừ không, nhưng mà ý chị muốn hỏi là vậy nè, có khi nào cái nhu cầu của em á, em cần, tức là cái nhu cầu em nó vượt ngưỡng chịu đựng của em mà vợ em vẫn không chịu, khi nào em dùng những cái động tác mạnh không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ, vợ em thì được có cái là nếu mà em có nhu cầu em nói ra
thì vợ em vẫn trả bài cho em đầy đủ. Dạ. nhưng mà hoàn toàn là không phải làm một cái sự tương tác mà nó giống như là làm bổn phận và nghĩa vụ thôi, đúng không? Dạ. Hôm nay là nhân dịp coi như là 5 năm. Trước khi chúng ta tạm dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì cái mục đích em lên đây em cũng đã nói hết rồi. Dạ. Vậy thì anh cũng như chị Vân và tất cả những người có mặt ở đây cũng đang muốn có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì đó rất đặc biệt từ em với vợ em. Hôm nay 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng mình, anh muốn nói lại một lời mà ngay trước kia khi anh đã nói với em là hãy tin tưởng anh và anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc và buồn. Hai vợ chồng mình hãy cứ tiếp tục như thế này và nuôi dạy hai con khôn lớn. Cảm ơn em đã làm vợ anh trong 5 năm qua. Yes. Em cũng muốn là hai vợ chồng mình sẽ đi với nhau tới già. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình và xin chúc cho hai em sẽ mãi mãi như thế này. Không chỉ là 5 năm mà sẽ là 50 năm hạnh phúc bền chặt bên nhau. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ước cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Mẹ thấy con 40 tuổi rồi. Sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ. Thì hai mẹ con vui chúc mừng. À, mày không bị vô sinh. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ. Dạ lại tái ngộ nữa hả? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha, cha, cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân Đức may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con. Em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, nó nghe ra nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặt. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Baby. Dạ không, mà dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ. Và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Dạ. Ủa vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982.
Em là sugar baby của sugar mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái mommy sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng rồi, nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là khấu khỉnh dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Khi em đi chùa làm các khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không make up gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ôi vậy đó và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật đó, đó. Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh luôn đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa, em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm, mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình toàn là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng, thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa, cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm, mà nhà của bạn ấy khoảng 20 m² mà có ba mẹ con ở, không có tiền. Thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200.000, rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp bên cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Đó, em cũng không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ, em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em
rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Dạ. Ừ. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã, hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. À? Đăng ký kết hôn dạ, thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy và em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang dạ. chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng dạ. rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi. Ơi. Em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Vâng. Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì, dạ. thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa, cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng mày không bị vô sinh, mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á, tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Dạ. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ đâu? Vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh Luân á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó nhưng buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em phải xin đi vệ sinh với, mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. Bữa nay mới biết được nha. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt na cha cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục.
còn thằng Sáu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi, alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ồ vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong, một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa hình như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ, phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy nè. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá, rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người việc. Nghệ sĩ lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ con. Đó là phần mong muốn, đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn. Em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về. Xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Chưa thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền quen. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mở ra mở vô và cổ đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món tay. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắt nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng. Nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên. Rồi vậy là giống Bí Ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng trên cao lao. Bí Ngô nó có 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm. Mình nhìn thấy là thôi, lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó, không đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia cộng với em. Nó nít mẹ em ơi. Em thì không, mình phải vì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nho nhã. Trà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị lừa gạt bị dính lừa không? Đó, ai?
bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cô thay đổi gì nè? Em mong muốn là cô sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cô có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày, lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sáng chưa về nữa. Thế là thế nào? Để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống, cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi suốt khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người không hiểu. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi suốt không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, còn con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Luân, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn.